Hey, xin chào các bạn. Trong cái video này, thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cân bằng một cái loại phản ứng xử khử khá là phức tạp. Trong đó người ta cho các cái ẩn số. Thế thì chúng ta sẽ cân bằng như thế nào? Cân bằng phản ứng xử khử có chứa ẩn. Phản ứng. Oxy hóa khử có chứa ẩn, đây đây thì có một số cái ví dụ. Số 1 đó chính là FeO cộng cho HNO3 tạo thành FeNO3 ba lần. Cộng NXOY cộng H2O. Ok. Thế thì đối với phương trình này chúng ta làm thế nào? Thì cũng như mọi cái phương trình oxy hóa khử khác, thì trước tiên là các bạn phải xác định cái số oxy hóa. Ok. Thì trong hợp này các bạn thấy ở đây xét là cộng 2, okay. Và đây là xét là cộng 3. Thì khá là dễ dàng rồi. Còn nitơ thì đây là cộng 5. Nhưng mà nitơ qua này thì nó lại chứa ẩn X và Y. Okay. Thế thì chúng ta viết như thế nào? Ở đây các bạn lưu ý là gì? Chúng ta viết xét trước Fe cộng 2 thành Fe cộng 3. Okay. Thì các bạn đã biết là bên nào có số xóa lớn hơn thì ta đặt số cộng bên đấy. Cộng bao nhiêu thì các anh lấy lớn trừ bé, ở đây 3 trừ 2 là bằng 1. Đây là trong. Okay. Còn nitơ ở bên trái thì đó chính là nitơ cộng 5. Okay. Qua bên này thì đó là NXOY. Thì lúc này nếu các bạn xác định số xi hóa đó thì nitơ là sẽ là bao nhiêu các bạn? Cộng 2Y trên X. Tuy nhiên nếu như vậy thì nó sẽ làm cho cái quá trình chúng ta nó trở nên phức tạp hơn. Thế thì trong những trường hợp mà cái việc xác định số xi hóa gặp khó khăn thì các em giữ nguyên cái phân tử đó. Giả dụ trong hộp này chúng ta để nguyên NXOY. Okay. Rồi, thế thì nitơ bên trái đó chính là nitơ cộng 5. Còn oxy bên trái thì đó chính là oxy trừ 2. Trong hai này oxy trừ 2 cả. Thì ta viết là oxy trừ 2. Sau đó ta cân bằng số nguyên tử. X nitơ IOC. Ok. Ở trên này đó thì dấu cộng ta đặt bên phải, thì bên này ở dưới thì dấu cộng ta đặt bên trái. Ta lưu như vậy. Cộng bao nhiêu thì đó chính là 5X. Vậy các bạn Y nhân trừ 2 là 5X trừ 2Y. 5X trừ 2Y. Đây là trong. Ok. Ở chưa. Rồi. Thế thì bây giờ chúng ta tiến hành cân bằng. Thì số electron ở trên thì tôi xuống dưới, đó là số 1. Còn ở dưới thì tôi lên trên, 5X trừ 2Y. Ok. Như vậy các em điền hệ số vào, 5X trừ 2Y sẽ cộng 2 đây. 5X trừ 2Y. Ok. 5X trừ 2Y sẽ cộng 3. Đây là 5X trừ cho 2y. Được chưa? Rồi. Ở đây là ta có một NXOY là 1 à, NXOY là 1 thì cái đây là số 1. Cái đây là số 1 thì chúng ta không có biết. Ok. Thế thì bây giờ cái nitơ bên phải là đã xác định. Thì tổng nitơ bên phải là bao nhiêu? Ở đây các bạn thấy này. Nitơ ở đây là 5x trừ 2y nhân cho 3 nitơ à. Như vậy 5x trừ nhân 3 tức là 15x nè. Trừ cho 6y cộng với một cái x này nữa thì đó chính là 16x trừ 6y. Okay. Thì đây thì tôi đây 1 cho nên tôi viết đây là 16x trừ 6y. Đấy, được chưa các bạn? Thì hydro là 16x trừ 6y. Như vậy nước của chúng ta chia cho 2 thôi.
chia cho 2 thì ta được là gì? 8 x trừ cho 3 y. Ok, nếu căng thẳng hơn thì các em có thể tính oxy ở hai vế để chúng ta xác nhận rằng phản ứng chúng ta đã được cân bằng. Ok, thì trong cái bài này thầy nhấn mạnh lại khi những cái trường hợp có nhiều ẩn thế này thì chúng ta không nên xác định số siêu hóa mà ta giữ nguyên cả phân tử. Đương nhiên ta xem như là cái phân tử đó có số siêu hóa là không. Sau đó các bạn xác định cái trong hợp này, xác định các nguyên tử ở vế bên kia ứng với số siêu hóa là bao nhiêu, chúng ta tiến hành cân bằng thì trời. Okay. Thì đó là cái ví dụ đầu tiên. Giờ các bạn sang ví dụ thứ hai. Ví dụ trong hợp ví dụ 2. Rồi các bạn nó ước quá đại từ. Lâu lại các bạn xíu. Ví dụ 2. Thì bây giờ tôi biết là FeXOY cầm cho HNO3. Đấy. Giả dụ tôi có phần này tạo thành FeNO3 3 lần. Okay. FeNO3 3 lần cộng NO2 cộng H2O. Ta nên viết cách là tí để ta điền cái hệ số vào cho nó phù hợp. Thế thì cũng tương tự như cái phần cái ví dụ 1 ấy, thì trong hợp này ta thấy có chứa các ẩn x và y thì ta làm thế nào? Đấy, trước tiên là ta cần ta viết cái quá trình cho cái xác định trước, là nitơ cộng 5, nitơ cộng 4. Ok, đó là nitơ cộng 3. Thì nitơ cộng 5 nitơ cộng 4. Số siêu hóa bên nào lớn hơn? Đây là cộng 5 lớn cộng 4, ta đặt cho cộng bên đấy. Cộng bao nhiêu ta lấy số lớn trừ số bé, 5 trừ 4 là 1. E. Okay. Rồi, còn đối với FeXOY thì như thầy nói lúc nãy, khi mà trong cái phản ứng của chúng ta nó có chứa các ẩn XY thì chúng ta không nên xác định cái số siêu hóa riêng mà chúng ta viết luôn cả phân tử. Đấy, giả dụ như trong mặt này ta viết FeXOY. Okay. Rồi, thì tạo thành xét qua bên này là xét 3 đúng không các bạn? Xét 3 cộng 3. Okay. Cộng nitơ và cộng 4. À xin lỗi, oxy ha. Đây là oxy trừ 2. Ok. Thì tâm cân bằng x, cân bằng y. Đấy, một khi ở trên dấu cộng đặt bên trái thì bên này dấu cộng sẽ đặt bên phải. Bởi vì hai quá trình nó ngược nhau. Hai trình nó ngược nhau. Thì cái này là coi như là số số là 0. Thì ta có 3x gì các bạn trừ cho y. Đây là trong. Ok. Rồi, số ở trên là ta đặt xuống dưới là số 1, còn ở dưới ta đặt lên trên là 3x trừ 2y. Nhân vào. Okay. Rồi các bạn làm được nhân vào thôi. 1 x với y. Okay. Rồi, 1x xét 3 thì chỗ này là x. Được chưa? Còn nitơ, nitơ đây là có hạn là ta thấy là 3x trừ y, nitơ cộng 5. Nhưng mà nitơ đây là bên phải nó có hai cái chỗ, hai cái phân tử chứ nitơ, cho nên ta điền vào bên phải trước, điền phải trước 3x trừ 2y nitơ cộng 4. Đây là 3x trừ cho 2y nitơ cộng 4. Rồi, bây giờ chúng ta mới tính tổng nitơ bên phải chúng ta là bao nhiêu đây các bạn? Đây là 3x này, 3x, 3 nhân x này cộng đây là gì? 3x trừ cho 2y có nghĩa là 6x trừ 2y ha. Thì đây là 6x trừ cho 2y. Bây giờ nước thì các bạn chia cho 2 thôi. Như vậy ta có 3x trừ cho y. Như vậy là các bạn đã dễ dàng cân bằng được cái phản ứng này. Cân bằng được phản ứng này. Mặc dù nó có chứa các ẩn xy nhưng mà nó cũng không có gây khó dễ cho chúng ta.
Rồi. Chúng ta sẽ sang cái ví dụ số 3 kia. Số 3 thì giả dụ như là đây, ví dụ số 3 rồi ta có L đi hả, cộng cho H nụ 3 đấy, tạo ra L nụ 3 ba lần ha, al cộng cho nx của y cầm nước đây, nx của y cộng cho h2o. Thì thằng ý lúc này đây là một cái ví dụ mà các bạn có thể hoàn toàn có thể làm được đấy, bằng cách là các bạn sẽ dừng cái video lại, sau đó chúng ta sẽ kiểm tra cái lời giải của thầy. Ok rồi, tương tự thì đây là đơn chất là không, đây là cộng 3 nitơ trong H2O3 cộng 5, còn cái này là chúng ta giữ nguyên à. Người ta viết cái gì trước, Al0 Al cộng 3 số xóa lớn hơn là 3, đặt dấu cộng bên này, lấy lớn trừ bé 3 trừ 0 là 3 e. Ok tương tự như vậy, người ta có nitơ cộng 5 ha, quanh kia là nxoy ta giữ nguyên, coi như là phân tử thì có số hóa là không. Ok thì đây là x, còn oxy đó chính là oxy bên này là o trừ 2, cho nên là y o trừ 2 thì cộng ở đây khác chính là gì các em, 5 x trừ cho 2 y. Ok rồi các bạn rất là dễ dàng, ta đưa từ trên xuống dưới 3, còn 5 x trừ 2 y lên này. Ok rồi, em điền ngày số vào 5x trừ 2y, cái này cũng là 5x trừ 2y, còn nitơ cầm 5 ở đây ta điền sau ha, ta điền lấy y trước là 3. Rồi bây giờ các em tính cái nitơ nào xem sao, 3 x 5 là 15x, 3 x trừ 2 là trừ 6y cộng gì các em, 3x, như vậy ta sẽ được là 18x rồi trừ gì, trừ 6y. Ok rồi hôm nay chúng ta chia hai thôi, 9 trừ 3y. Ok như vậy các bạn dễ dàng có thể làm được mà chúng ta không cần phải xác định số xóa của nitơ. Ok bây giờ ta xem một cái ví dụ cuối cùng để các bạn có thể thực hành. Đây kìa, ví dụ 4 ta giả dụ người ta có phản ứng FeXOY cộng H2 muốn đạt FeXOY cộng H2 FeXO4 ok thành Fe2 FeXO4 3 lần cộng cho FeXO2 cộng cho H2O. Rồi thì cái này cũng coi như là một cái bài để các bạn luyện tập, bằng cách là các em dừng video lại, sau đó các em kiểm tra cái lời giải của mình. Ok rồi tương tự như vậy, trong hợp này ta thấy lưu bình cộng 6 này, lưu bình cộng 4, người ta viết cái đó trước, S cộng 6 này S cộng 4 thì bên nào số xóa lớn hơn là số 6 lớn hơn số 4, người ta cộng này 6 trừ 4 2e. Ok
fx của y thì các bạn giữ nguyên đúng nha, coi như số số nó bằng không. Okay. Thì qua bên này là xác là cộng 3. Okay. Cộng 3. Đấy. Cộng 3 x lần, còn oxy bên này là oxy trừ 2. Thì đó chính là oxy trừ 2 như trường hợp lúc nãy thôi. Cộng bao nhiêu? Đó là 3x trừ cho 2y. Okay. Rồi. Ở đây các bạn thấy cái số 2 chú xác. À, rất là may mắn cái số 2 ở trên này. Ở trên này là số 2 thì chúng ta có thể từ số 2 xuống này thì tính nữa, tôi có thể 2x thì chia cho 2 thì nó được một cái số nguyên. Giả dụ ở trên này là một cái số lẻ thì các em phải nhân hai vế ở dưới này cho 2. Các bạn lưu ý như vậy. Đây là 2. Còn này là 3x trừ 2y. Okay. Đây ta có 2. Okay. 2x à. Đây là 2 nhân x vậy, 2x này. 2x chia 2 là x. Okay. 3x trừ 2y. 3x trừ 2y của x cộng 4 đây. 3x trừ 2y x cộng 4. Rồi. Tổng luôn bên phải bao nhiêu các bạn? 3x này cộng 3x này trừ cho 2y. Như vậy ta có chính là 6x trừ 2y ha. 6x trừ cho 2y. Okay. H2 thì chỗ này cũng chính là 6x trừ cho 2y. Okay. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho các bạn cái cách mà các bạn có thể cân bằng các phần siêu khử mà có chứa ẩn xy hoặc là AB gì đấy, bằng cách là chúng ta không nên xác định số số của các nguyên tử trong phân tử đấy mà ta giữ nguyên và tiến hành cân bằng như hướng dẫn. Ok các em, hy vọng cái video này sẽ giúp các bạn cân bằng được loại phản ứng oxy hóa khử phức tạp trên. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin tạm biệt các em.